Ok, hello anh em. Chào mừng các bạn trở lại với DTN Gamer. Và hôm nay mình sẽ phá đảo một tựa game gắn liền với tuổi thơ của mình và một số các bạn. Đó là tựa game Metalus, là chiến binh thép á, Rambo lùng á. Thì cái game này mình chơi ở trên cái Neo Geo nha. Trên giả lập Neo Geo nha. Mình có link, mình có để ở dưới phần mô tả đó, các bạn có thể vô đó và bạn bạn tải game này về. Game này cũng cũng nhẹ, cũng dễ chơi, với lại cấu hình cũng đơn giản thôi, ai cũng chơi được hết. Rồi ok, mình chơi thử nha. Nè, đầu tiên là nạp nạp cắt vô nè, nạp thẻ vô nè. Không biết bao nhiêu thẻ sẽ bị nước. Ồ, âm thanh hơi nhỏ nha. Chỉnh âm thanh cái. Đây, âm thanh thì bạn qua đây bạn chỉnh này, nó hơi nhỏ. Ủa, bấm nó mới qua hả? Ok. Bắn súng rồi. PUBG là không có tuổi luôn các bạn. Game này ghê hơn nhiều. Đi ông cứu ông già có lý do chứ. Kia là chỉ bạn chỉ việc sinh tồn sống cho bạn thôi, chứ còn game này là bạn còn sống với người khác nữa, không bạn đi còn bạn cứu những ông già nữa. Ủa chết chắc rồi, mãi liên khuyên. Ok, thôi chứ. Của chiếc xe tăng này. Vô. Trời ơi, tuổi. Dùng súng thường bắn chết luôn mới ghê vậy. Rồi cho mấy cái bom, ông già keo kiệt này. Dạ ông già, ông già. Thank you. Rồi lại cho bom. Còn ông nữa cho gì đây? À, đồ đạn ngon. Rồi lần chùm đầu tiên đây. Nó hàng xì. Sai rồi. Này nếu mà các bạn nếu muốn chơi, các bạn có thể chơi được hai người ha, có anh em gì đó rủ chơi cùng một máy luôn, khá là vui. Ông già mà nó cũng bắt nó treo lên cây như thế rồi. Ủa ông chạy luôn rồi. Phải thật. Cứu ổng sao ổng chạy luôn chứ. Giờ cứu nạn thật. Mày đất hả mày. Ý. Ý. Chạy nè. Ủa mẹ liền. Mày chui hả mày? Cái đó lượm nằm xuống lỡ mày. À, nó cho lại. Tìm cô ấy. À, bên này còn chiếc nữa.
Game này thì ngày xưa nếu mà ai mà 9X, 8X, 9X thì sẽ chơi ở trên máy đĩa ha, PS2 rồi đó, PlayStation 2 rồi đó, huyền thoại. Chỗ bị chùm nó ra nè, hình như chùm này chùm sẽ tăng rồi đó. Trời đất. Chùm này chỉ là chùm phụ thôi nên nó giết nó nhanh lắm. Mày nít không mày. Ui xe tăng nè. Rồi lỗ đạn già luôn. Để cho thằng tiền không làm gì. Trời đất. Chém không? Đây, thằng chùm chính ở đây nè. Ủa, what the hell? Okay, kết thúc màn 2. Hello, dạ. Ra dữ trời. Vãi nồi. Nhìn chùm này đúng không? Rồi ok, chùm này rồi. Chùm bưởi nhất game. Ủa?
Trùm này ghét rồi chứ. Trùm nó chùm người nó khó giết hơn mấy anh chùm xe nữa. Nó chùm xe thì cứ đứng ném bom thôi, mấy anh này nó chạy lung tung sao ném bom được. Ủa? Ông già mà nó cứ treo lên này không? Ông già chạy có tiêu rồi. Các bạn muốn chơi game này thì có thể tải trên trang web của mình nha, vtngamer.com nha. Đi chơi game mấy game mà cổ cổ này lại hay. Đọc mũi rồi. Cũng quá mạnh luôn. Mất xuống rồi. Còn không già kiếm già đi.
giết tao hả mày? Giết nữa, giết tao hả mày? Thấy ghét hả? Úi giời. Được ha, có chiếc kia kìa, đang bỏ đi. Lên nó bắn chán lắm. Thì tăng bắn chán lắm. Qua cái bảng bên kia thì nó có máy bay nữa, đánh sướng hơn. Úi giời ơi. Giết hết rồi mới đi được. Có, dám giết tao mày. Rồi, nó giết mình nữa rồi nha. Đèo bom luôn chứ. Tao không mày. Một chiếc cơ với lại một chiếc thằng ở đây. Đây này. Quậy quậy cái quần. Mấy ông già xuống này bị bắt vậy ta. Nó bị bắt hoài vậy. Dành cả thanh xuân nó bị bắt hả? Cứu bao nhiêu lần đi nữa thì ổng cũng bị bắt à. Già ngu thì chút. Nè đó, vừa nói xong hai ông bị treo nữa nè. Chịu nổi không? Hắn bị bắt ngoài cá. Gần như thích bị bắt không à. Kiểu như ổng thích bị bắt đúng không? Ôi con khỉ kia, ôi con cá kia. Để ông già bắt này cho ông chết luôn đi.
thì lâu mình cứu một hai ông thôi chứ đâu cứu hết được, ông ngu quá mà. Cho đồ coi, nói gì cho bom à, ok cũng được. Né chút cho anh em thấy thể hiện chứ. Đó. Né nè, sao trúng mình được. Ôi. Thôi họa mi không hót nữa. Rồi luôn. Trời, nó còn cái súng ở dưới nè. Khốn nạn thôi. Cúm da, cúm da. Trời đất, vừa mới lượm được ông uổng ghê. Dữ 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 rồi ba. Rồi luôn. Có thằng đù, đù ở dưới nó bắn rồi chứ. Ủa, chết rồi. Còn 10 thẻ, lúc đầu mình làm cho 30 thẻ. Thôi, như vậy là mình đã phá đảo game Chiến binh thép 1 hết 20 thẻ. À, cảm ơn anh em đã theo dõi. Các bạn, nếu các bạn muốn chơi game này thì có thể tải, có link ở dưới phần mô tả nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.